Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình cải cách thủ tục hành chính rút ngắn được 30% thời gian. Nam Định thực hiện huy động tiền gửi tiết kiệm vào Ngân hàng Chính sách Xã hội tại các điểm giao dịch xã. Hưng Yên có trên 1.000 mô hình bảo vệ môi trường do các tổ chức chính trị xã hội xây dựng. Hải Dương chưa có giải pháp môi trường bền vững. Chú ý phòng chống bệnh tay chân miệng cho trẻ. Mời quý vị và các bạn đến với nội dung chi tiết. Rút ngắn 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời các thủ tục giao dịch được trả kết quả ngay trong ngày, thay vì nhiều ngày như trước đây. Đây là hai giải pháp quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính được huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình triển khai quyết liệt thời gian qua. Huyện Tiền Hải chỉ đạo các cơ quan đơn vị hành chính giải quyết các thủ tục liên quan đến đăng ký giấy phép kinh doanh không vượt quá 3 ngày, các thủ tục công chứng, chứng thực, giao dịch kinh doanh của doanh nghiệp phải đảm bảo trả kết quả ngay trong ngày, đồng thời hướng dẫn tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp thực hiện các thủ tục đầu tư kinh doanh. Trung tâm hành chính công huyện giải quyết các hồ sơ theo nguyên tắc thống nhất. Tính riêng 10 tháng năm 2018, số lượng hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn chiếm trên 98%. Nhờ các thủ tục được giải quyết nhanh và thuận lợi nên các doanh nghiệp có thời gian sớm để xúc tiến đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Kết quả trong thời gian qua, khu công nghiệp huyện Tiền Hải đã thu hút được hơn 40 doanh nghiệp về đầu tư, các cụm công nghiệp như Tây An, Trà Lý, An Ninh đã thu hút được hơn 20 doanh nghiệp, qua đó tạo việc làm mới cho hàng chục nghìn lao động, đóng góp cho ngân sách nhà nước hàng trăm tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, việc sáp nhập thôn xóm không chỉ giúp huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam giảm bộ máy cồng kềnh, hoạt động hiệu lực hiệu quả mà còn tập trung được chi phí đầu tư, giúp thôn xóm đoàn kết hơn, huy động sức mạnh tập thể, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua. Thực hiện kế hoạch của Ủy ban dân huyện về sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã và thôn xóm tổ dân phố, theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 của Đảng, Duy Tiên đã thực hiện sáp nhập tại 4 xã, Trác Văn, Duy Hải, thị trấn Đồng Văn và xã Châu Sơn. Cùng với đó, sắp xếp, sáp nhập các hội đoàn thể cho phù hợp với tình hình thực tế của từng địa bàn. Để thực hiện hiệu quả việc sáp nhập các hội đoàn thể tại thôn xóm, tổ dân phố cũng không phải việc dễ dàng. Bởi ban đầu người dân đều muốn giữ những nền nếp đã quen từ xưa, không muốn thay đổi, ngay cả tên gọi mới cũng không dễ dàng thống nhất. Do đó, công tác tuyên truyền vận động nêu gương cán bộ đảng viên thực hiện trước, sau đó tuyên truyền để người dân hiểu và đồng thuận cùng thực hiện. Việc làm này không gây ảnh hưởng xáo trộn gì đối với làng xóm khu dân cư, mà còn tạo mối đoàn kết, huy động nguồn lực tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính trị chung. Chính vì thế, tại 4 địa phương thực hiện sáp nhập thôn xóm, các hội đoàn thể cũng đã điều chỉnh sáp nhập xong. Tâm tư cán bộ, đảng viên và nhân dân đều phấn khởi, tự giác chấp hành quy định chung và đoàn kết vì sự phát triển của quê hương. Nhờ sự phát triển mạnh của các khu công nghiệp, đời sống người dân địa phương xã Đại Đồng, huyện Tiên Xu, tỉnh Bắc Ninh đã từng bước được nâng lên, nhiều hộ dân đã chuyển đổi nghề nghiệp từ làm nông nghiệp sang kinh doanh dịch vụ, đem lại thu nhập cao, góp phần đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Trong những năm qua, xã Đại Đồng đã có gần 400 ha đất nông nghiệp được chuyển đổi sang phát triển công nghiệp, chiếm gần 80% diện tích. Cùng với đó, chính quyền địa phương đã triển khai 10 dự án đất dân cư, dịch vụ nhằm giúp người dân chuyển đổi nghề nghiệp. Qua đó đã giúp 44% số hộ dân của xã chuyển sang kinh doanh dịch vụ và cho thuê phòng trọ để phát triển kinh tế gia đình. Giờ đây về Đại Đồng, hệ thống điện, đường, trường, trạm, y tế đều được xây dựng hiện đại và đạt chuẩn quốc gia. 100% đường làng được bê tông hóa, các thôn xóm đều được xây dựng, các nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng khang trang, mức thu nhập trung bình của người dân đạt 60 triệu đồng một người một năm. Xã Đại Đồng cũng đã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. Chủ trương huy động tiền gửi tiết kiệm của Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Nam Định tại điểm giao dịch xã đã tạo thói quen tích lũy tài chính cho người dân, đồng thời có thêm nguồn vốn tại chỗ để Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi trên địa bàn. Điểm thuận lợi của hình thức huy động tiết kiệm này ở mức tiền gửi tiết kiệm tối thiểu là 500.000 đồng một lần một sổ và khách hàng gửi tiền tại điểm giao dịch xã. Nhưng khi cần rút tiền thì có thể rút tại điểm giao dịch xã hoặc trụ sở Ngân hàng Chính sách Xã hội, nơi mở sổ tiết kiệm, vì vậy người nghèo, cận nghèo, thu nhập thấp đều có thể tham gia. Khi gửi tiền tiết kiệm tại điểm giao dịch xã của Ngân hàng Chính sách Xã hội, khách hàng vẫn được hưởng mức lãi suất tiền gửi tương đương với mức lãi suất tiền gửi của các ngân hàng thương mại khác trên địa bàn với cùng kỳ hạn và được nhà nước đảm bảo khả năng thanh toán.
Sau gần 2 năm triển khai, 100% các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh đã phát sinh nghiệp vụ gửi tiền tiết kiệm tại các điểm giao dịch cấp xã. Tính đến hết tháng 9 năm 2018, tổng số dư tiền gửi tiết kiệm tại điểm giao dịch xã là hơn 55 tỷ 386 triệu đồng. Những năm gần đây, nhiều hộ dân xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cử, tỉnh Hưng Yên mở rộng diện tích trồng cam bố hạ. Giống cam này được đánh giá là khá phù hợp với đồng đất nơi đây và cho hiệu quả kinh tế cao. Toàn xã Nguyên Hòa có hơn 100 hộ trồng cam bố hạ với diện tích hơn 80 mẫu, tập trung ở thôn Sĩ Quý. Nhiều gia đình trồng với diện tích lớn như hộ ông Đào Xuân Quyết, Đặng Thành Nhơn, Đỗ Văn Ngàn. Cam bố hạ là giống cam rất dễ trồng, không mất nhiều công chăm sóc và gần như không phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Giống cam này nổi tiếng, quả to, mọng nước, bình quân mỗi quả nặng khoảng 500 gram, quả to nặng trên 1 kg. Mỗi sào người dân trồng khoảng 30 gốc cam cho thu khoảng 3 tấn quả với giá bán bình quân là 13.000 đồng 1 kg. Mỗi sào cam người dân thu lãi khoảng 30 triệu đồng. Thời điểm này, người dân xã Khánh Vân, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình đang đẩy mạnh sản xuất các loại cây trồng vụ đông năm 2018 nhằm đảm bảo khung thời vụ. Vụ đông năm nay, xã Khánh Vân đã trồng được 37 ha, trong đó bí xanh là 22 ha, ngô 10 ha và 5 ha rau các loại. Nhiều năm trở lại đây, vụ đông đã trở thành vụ sản xuất chính của các hộ gia đình bởi hiệu quả kinh tế mà những cây trồng đem lại, nhất là cây bí xanh. Khi thu hoạch, tiểu thương tìm đến tận nơi để thu mua, giải quyết bài toán về đầu ra. Ngoài việc hỗ trợ kinh phí mua giống cây trồng chủ lực, xã Khánh Vân tiếp tục vận động tuyên truyền bà con sản xuất theo hướng hàng hóa, tạo ra khối lượng nông sản lớn, tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất để có một vụ đông thắng lợi. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 2 năm thực hiện chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, 100% các trường mầm non của huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đã triển khai nhiều chuyên đề nhỏ phù hợp với điều kiện của từng trường, tạo điều kiện phát triển toàn diện cho trẻ về thể chất, ngôn ngữ, trí tuệ, khả năng thẩm mỹ và hình thành nhân cách. Ngành giáo dục huyện Gia Lộc hiện quản lý 24 trường mầm non với 383 nhóm lớp. Để thực hiện có hiệu quả chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, các nhà trường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị, tạo môi trường giáo dục trong và ngoài lớp học thân thiện với trẻ. Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, các khu vui chơi, trải nghiệm cho trẻ, các trường mầm non của huyện Gia Lộc tích cực chú trọng đến chất lượng đội ngũ giáo viên. Các trường đều tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ hè với 100% giáo viên được học tập và thực hành chuyên đề, nâng cao chất lượng cho trẻ, làm quen với môn toán đối với giáo viên khối lớp mẫu giáo và hoạt động giúp trẻ nhận biết đối với giáo viên khối lớp nhà trẻ. Trong chương trình giảng dạy, các trường còn tổ chức các hoạt động như đi tham quan đồng lúa, vườn cây ăn quả, các khu di tích lịch sử để trẻ nhận biết làm quen. Những góc lớp, góc chợ quê, khu trải nghiệm và thực hành ngoài trời ngày càng gần gũi, quen thuộc với cuộc sống thực hàng ngày của trẻ. Thời gian qua, công tác tuyên truyền giáo dục, phòng chống tác hại của thuốc lá trong trường học đang được ngành giáo dục đào tạo huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh chú trọng và đạt được nhiều kết quả tích cực. Qua đó xây dựng trường học không khói thuốc, đẩy lùi tác hại của thuốc lá, ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng. Để giúp cho các em hiểu rõ hơn về tác hại của thuốc lá, ngay từ đầu năm học, các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Yên Phong đã cho các em học nội quy và nghiêm cấm hút thuốc trong trường học. Ngoài ra, các trường cũng lồng ghép trong các giờ chào cờ, giờ ngoại khóa để nói chuyện chuyên đề về tác hại của thuốc lá tới sức khỏe. Đến nay, hầu hết các trường học trên địa bàn huyện Yên Phong đã xây dựng được mạng lưới phòng chống tác hại của thuốc lá và môi trường không khói thuốc ở nơi công cộng. Nhiều trường đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống tác hại của thuốc lá, phân công cụ thể nhiệm vụ của từng thành viên, tăng cường lồng ghép nội dung tuyên truyền tác hại của thuốc lá trong các môn học và những hoạt động giáo dục ngoài giờ. Những hoạt động này hướng tới mục tiêu xây dựng mô hình trường học không khói thuốc, đảm bảo sức khỏe, nâng cao chất lượng học tập và sự phát triển lành mạnh cho học sinh. Theo tổng hợp của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên, toàn tỉnh hiện nay đang duy trì và bảo vệ môi trường do các tổ chức chính trị xã hội xây dựng. Điển hình như Hội Liên hiệp Phụ nữ với các mô hình đường hoa, chi hội xanh sạch đẹp, phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni lông, đường thôn xóm ba sạch, phế liệu sạch, Hội Cựu chiến binh với mô hình tự quản về vệ sinh môi trường, Hội nông dân với mô hình chi hội 30, Đoàn thanh niên với các mô hình làng xã xanh sạch đẹp, Tổ hợp tác thanh niên bảo vệ môi trường,
việc thành lập và duy trì hoạt động của các mô hình bảo vệ môi trường do các tổ chức chính trị xã hội xây dựng đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, thu hút đông đảo người dân tham gia thực hiện, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và ý thức hành động bảo vệ môi trường. Hiện tại, tình trạng ô nhiễm môi trường cục bộ trong các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương diễn ra khá phổ biến. Nếu không sớm có giải pháp chấm dứt, sẽ tác động trực tiếp đến mục tiêu phát triển sản xuất công nghiệp bền vững. Đến nay, trong số 31 cụm công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, mới có 3 cụm công nghiệp được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, bao gồm các cụm công nghiệp Lương Điền, Văn Tố, Nhân Quyền và 11 cụm công nghiệp được phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết. Tuy nhiên, cả 31 cụm công nghiệp đều chưa được đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung, nên một số doanh nghiệp phải xử lý cục bộ tại cơ sở và thải ra nguồn tiếp nhận chung của địa phương. Một số doanh nghiệp còn lại đang hoạt động trong các cụm công nghiệp chưa xây dựng được hệ thống xử lý nước thải hoặc đã xây dựng nhưng vận hành còn mang tính đối phó. Nhìn chung, công tác quản lý môi trường trong các cụm công nghiệp còn gặp nhiều khó khăn do các doanh nghiệp cơ sở sản xuất thường xả trộm nước thải, gây ô nhiễm môi trường và bức xúc trong cộng đồng. Trong vài tuần gần đây, tại khoa truyền nhiễm Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình đã tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ em bị tay chân miệng. Số trẻ phải nhập viện điều trị ngày càng tăng. Năm nay, trên địa bàn cả nước, bệnh tay chân miệng diễn ra khá phức tạp và đã ghi nhận trường hợp tử vong tại các tỉnh, thành phố thuộc khu vực phía Nam. Theo các bác sĩ, ban đầu bệnh diễn biến nhẹ, nhưng phát triển nhanh chỉ trong vài giờ và có thể có biến chứng nguy hiểm. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ dẫn đến tình trạng nặng như sốc, viêm não, viêm màng não, viêm cơ tim, phù phổi cấp, thậm chí dẫn đến tử vong. Bệnh tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm lây từ người sang người, dễ gây thành dịch do virus đường ruột gây ra. Đây là bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi, đặc biệt tập trung ở nhóm dưới 3 tuổi. Các dấu hiệu nhận biết của bệnh tay chân miệng: giai đoạn khởi phát từ 1 đến 2 ngày với các triệu chứng như sốt nhẹ, mệt mỏi, đau họng, biếng ăn, tiêu chảy vài lần trong ngày. Giai đoạn toàn phát có thể kéo dài từ 3 đến 10 ngày với các triệu chứng điển hình của bệnh như loét miệng, vết loét đỏ hay phồng nước đường kính 2 đến 3mm ở niêm mạc miệng, lợi, lưỡi, gây đau miệng, bỏ ăn, bỏ bú, tăng tiết nước bọt. Phát ban dạng phồng nước ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, gối, mông tồn tại trong thời gian ngắn dưới 7 ngày, sau đó có thể để lại vết thâm, rất hiếm khi loét hay bội nhiễm. Những cái bệnh nhân mà bị tay chân miệng thì đa phần các trẻ vào viện trong những cái tình trạng là trẻ có biểu hiện sốt cao, nhiệt độ 38, 39, thậm chí những 40 độ C. Một số trẻ thì có biểu hiện co giật khi mà nhiệt độ nó tăng quá cao. Ban đầu chúng tôi sẽ thăm khám và phân loại bệnh tùy theo cái mức độ lâm sàng khác nhau thì chúng tôi sẽ có những hướng xử trí khác nhau. Nếu mà những trẻ có biểu hiện độ 1 thì có thể là tư vấn về mặt dinh dưỡng và điều trị triệu chứng. Còn từ độ 2A trở lên thì sẽ có những cái biện pháp can thiệp đặc biệt, ví dụ như là theo dõi theo giờ, mạch, nhiệt độ, huyết áp và các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân. Trong cái mùa dịch thì các bà mẹ phải hết sức chú ý trong cái vấn đề phòng bệnh cho trẻ em. Cái thứ nhất đó là vệ sinh, cái khâu vệ sinh tay và vệ sinh an toàn thực phẩm, cái vệ sinh ăn uống và không cho trẻ tiếp xúc với những cái trẻ mà đã có những cái biểu hiện của bệnh tay chân miệng. Hiện nay chưa có vaccine phòng bệnh tay chân miệng, vì vậy để phòng bệnh, các bậc cha mẹ cần theo dõi sát sao, đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ cho trẻ theo tuổi. Khi có dấu hiệu nghi ngờ, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để kiểm tra và có hướng điều trị. Bảo vệ hành lang an toàn lưới điện không chỉ góp phần bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ cho sản xuất kinh doanh, đời sống sinh hoạt của nhân dân, mà còn bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân. Do vậy, trong thời gian qua, Điện lực huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đã triển khai nhiều biện pháp tích cực. Do đó, số vụ vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện đã giảm đáng kể. Tính đến hết năm 2017, trên địa bàn huyện còn tồn tại 71 vụ vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp và trung áp. Nguyên nhân dẫn đến vi phạm trong thời gian qua chủ yếu là do lưới điện truyền tải, trải tải, thiết bị thiếu đồng bộ, hệ thống đường dây đi qua các địa bàn đông dân cư. Bên cạnh đó, sự hiểu biết của người dân về an toàn lưới điện còn hạn chế. Mặc dù đã được tuyên truyền, cảnh báo nhiều lần, nhưng người dân vẫn chưa thấy hết được những nguy hiểm khi vi phạm khoảng cách an toàn, dẫn đến việc xử lý các vụ việc vi phạm gặp rất nhiều khó khăn. Trước tình trạng trên, từ đầu năm 2018, Điện lực huyện Yên Mỹ đã đầu tư trên 9 tỷ đồng để triển khai lắp đặt, thay mới toàn bộ cột điện, đường dây cũ.
Sau khi triển khai, đến nay, số vụ vi phạm trên địa bàn chỉ tồn tại 6 trường hợp ở 3 địa phương là thị trấn Yên Mỹ, xã Liêu Xá và xã Ngọc Long. Điện lực huyện Yên Mỹ phấn đấu đến cuối năm 2018 sẽ thi công và hoàn thiện các tuyến còn lại để giảm thiểu tối đa số vụ vi phạm hành lang lưới điện. Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nam Định, trong quá trình tham mưu cho tỉnh xây dựng quy hoạch giao thông vận tải, ngành giao thông vận tải đã đưa ra các giải pháp kỹ thuật công trình cụ thể gắn với công tác phòng chống thiên tai và kịch bản ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh. Theo đó, nội dung quy hoạch bảo đảm cho hoạt động xây dựng và khai thác hệ thống giao thông vận tải đáp ứng các vấn đề về môi trường, đó là không xâm phạm các vùng sinh thái tự nhiên, ngăn cản dòng chảy, thay đổi cảnh quan, gia tăng ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước, suy giảm tài nguyên sinh vật. Các giải pháp đề ra nhằm giảm thiểu tác động môi trường tự nhiên, nhiều tuyến đường đã được xây dựng để phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu như cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 488C, cải tạo nâng cấp đường vào khu công nghiệp Rạng Đông, xây dựng mới tỉnh lộ 489C, cải tạo nâng cấp quốc lộ 38B, đoạn từ quốc lộ 10 đến quốc lộ 1A, nâng cấp tỉnh lộ 487 tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng đường trục phát triển nối khu kinh tế Ninh Cơ với đường cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình. Thưa quý vị và các bạn, theo phản ánh từ phía người dân, hiện nay trên quốc lộ 37 đoạn qua địa bàn xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, tình trạng xe chở vật liệu xây dựng thường xuyên di chuyển đã gây nên tình trạng ô nhiễm khói bụi, tiếng ồn, ảnh hưởng tới đời sống của người dân. Thật khó để có thể đếm hết mỗi ngày có bao nhiêu lượt xe tải chở vật liệu xây dựng chạy qua đoạn đường này. Chỉ biết rằng tiếng còi xe và bụi bặm cứ liên tục từ sáng sớm cho đến tối mịt. Người dân thì mất ăn mất ngủ, còn đường xá thì ngày càng xuống cấp. Ban đầu, những vết bong chóc chỉ bằng lòng bàn tay. Nhưng đến giờ, mặt đường xuất hiện nhiều vị trí lồi lõm, lởm chởm, đá xen kẽ ổ trâu ổ gà. Việc đi lại của bà con nhân dân cũng vì thế mà hết sức khó khăn. Nhất là những hôm trời mưa, nước đọng từng vũng đã vô tình tạo thành những hố bẫy nguy hiểm đối với người đi đường. Không quen đường là ngã, mà rất nhiều vụ ngã tai nạn ở những cái ổ gà như thế này là đi do trời mưa, là đường nó ngập băng đi là người ta lao vào cái ổ gà này là người ta ngã. Về sau là chính bản thân gia đình nhà chúng tôi là phải mang cái ghế băng, rồi mang chặt cành cây, mang gạch ra để chèn, để thông báo đấy là cái ổ gà để cho dân khỏi ngã. Qua tìm hiểu, chúng tôi thấy rằng những xe tải này sau khi chất đầy cát, vật liệu xây dựng lấy từ các bến bãi xung quanh khu vực cầu Trà Lý, được che chắn một cách qua loa sơ sài, thì di chuyển qua quốc lộ 37B, qua đường Ngô Quang Bích, qua ngã ba Ông Tượng, rồi vào đường 14 tháng 10, sau đó tỏa đi các xã xung quanh. Người dân địa phương cho biết, các lái xe đã nghĩ ra nhiều cách để đối phó với cơ quan chức năng. Trên kia là mắc một cái trạm cân rồi, lúc nào mà trạm cân mà đến đặt thì là có ông ấy dừng ở đây hàng trăm cái xe này luôn. Thế nhưng mà chạm cân đi rồi thì lại vẫn cứ thế, đây toàn là xe phá đường, nên người ta nhìn đấy, toàn là xe phá đường đấy. Như vậy có thể thấy rằng những gì mà người dân xã Tây Lương phản ánh với chúng tôi về tình trạng ô nhiễm môi trường, hư hỏng kết cấu giao thông là hoàn toàn có cơ sở. Trong khi chưa có giải pháp để cải thiện, thì hàng ngày, hàng giờ, người dân ở đây vẫn phải sống chung với khói bụi và đường xá thì mỗi ngày một xuống cấp hơn. Sau một thời gian tạm lắng, hiện nay tình trạng xe quá khổ quá tải ngang nhiên lưu thông tại nhiều tuyến đường của huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Tại các tuyến đường chính của huyện như quốc lộ 38 đi qua các địa phương như thị trấn Ân Thi, Bãi Tẩy, Phù Ủng, tỉnh lộ 376 đi qua các xã Hồng Quang, Hạ Lễ, Hồ Tùng Mậu, Hồng Vân, Nguyễn Trãi, tuyến đường huyện 60 đi qua xã Đặng Lễ có nhiều xe quá khổ quá tải lưu thông. Sáng ngày 20 tháng 10, chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, chúng tôi ghi lại được hình ảnh nhiều xe có dấu hiệu quá tải trọng lưu thông, như các xe mang biển kiểm soát 90C04904, 89C08102, 34C05187, 89C13915, 89C13888,
đều cơi nới thành thùng xe, chủ yếu để chở vật liệu xây dựng. Các xe chạy với tốc độ cao, che chắn sơ sài. Trước tình trạng trên, ngoài việc tổ chức cắm chốt tại các vị trí trọng điểm, lực lượng chức năng của huyện cần tiến hành tuần tra lưu động, nhất là vào thời điểm buổi trưa và khi trời tối, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.